Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyền Hạ, Giảng Giải, Đại sư Ấn Quang, Việt Dịch, Biểu Quang Tự, Đệ tử Như Hòa. Đạo nghiệp vị thành, cảm xử thử tâm tán loạn, tử kỳ tương trí, lực tử nhất thiết ứng thủ. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn, kẻ chết sắp đến, tận lực từ tạ mọi thủ tạc. Liễu Quân Đại sự, duy tu tịnh, sướng Phật bổn hoài tại vãng sanh. Song đại sự của ông chỉ có tu tịnh, thỏa bổn hoài của Phật ở nơi vãng sanh. Tam nghiệp tương ứng, vãng sanh hữu phần, lục căn đô nhiếp, kiến Phật vô nan. Ba nghiệp tương ứng, vãng sanh có phần, sáu căn nhiếp trọn, thấy Phật chẳng khó. Hai tự. Một, lời tựa cho sách Vãn Hồi Thế Đạo Nhân Tâm, cùng trị cả gốc lẫn ngọn. Mùa đông năm Kỷ Mão 1939, thời Trần Quốc khi ấy đã 79 tuổi. Lý thế gian lẫn xuất thế gian chẳng ngoài hai chữ tâm tánh, sự thế gian và xuất thế gian chẳng ngoài hai chữ nhân quả. Lý tâm tánh nhỏ nhiệm, dẫu là thánh nhân vẫn có điều không biết, sự nhân quả rành rành dù ngu phu cũng có thể hiểu đại khái. Thánh nhân muốn cho thiên hạ vĩnh viễn thái bình, nhân dân thường yên vui, bèn đặc biệt soạn ra sách Đại học để dạy pháp ấy. Vừa mở đầu sách liền nói: Đại học chi đạo tại minh minh đức, đạo đại học nhằm làm sáng tỏ đức sáng. Minh đức chính là điều ai nấy đều sẵn có, nhưng do thiếu công phu khắc chế ý niệm tự phản tỉnh suy xét nên minh đức bị tư dục huyễn vọng che lấp, chẳng thể hiển hiện để thụ dụng được. Cách để làm sáng tỏ minh đức là khắc chế ý niệm. Thứ tự của công phu khắc chế ý niệm là tu thân chánh tâm thành ý trí trì cách vật. Vật là gì? Chính là tư dục huyễn vọng được sanh bởi cảnh, chẳng hợp thiên lý, chẳng thuận nhân tình, chứ không phải là vật ở bên ngoài. Do những tư dục này kết chặt trong tâm nên tất cả tri kiến đều xuôi theo tư dục trở thành lệch lạc tà vậy. Như kẻ tham danh tham lợi, chỉ biết có lợi chẳng biết đến hại, kiệt lực lo toan rất có thể đến nỗi thân bại danh liệt. Kẻ yêu vợ thương con chỉ biết đến những điều tốt cho của vợ con, chẳng biết đến những thói xấu của họ, nuôi thành mầm họa sẽ có thể đến nỗi bị tan nhà nát cửa. Đấy đều là do tư dục tham và ái sai khiến. Nếu trừ khử hết sạch những thứ tư dục chẳng hợp tình hợp lý ấy thì vợ con đúng hay sai sẽ tự biết. Đối với đường lối để đạt được danh lợi sẽ chẳng cần phải đút lót hay mong cầu sai trái nữa. Trước hết phải hiểu chữ vật này là tư dục huyễn vọng chẳng hợp tình hợp lý thì trừ khử nó sẽ là chuyện dễ dàng, nếu không suốt đời dốc sức cũng chẳng làm gì được nó. Dẫu đọc trọn hết sách vở thế gian cũng chỉ trở thành một loài dây leo sống bám vào cội cây lớn, trở thành một gã theo sóng đuổi sóng. Cái họa của món vật tư dục lớn lắm thay, nếu biết vật ấy là oán gia sanh tử của chúng ta, bị quyết chẳng để cho nó được tạm tồn tại trong tâm ta, thì chánh tri vốn sẵn có trong cái tâm này sẽ tự hiện hiện. Chánh tri đã hiện hiện thì ý thành tâm chánh thân tu sẽ được hướng dẫn xuôi dòng với khí thế như chèo tre, chẳng mong cầu mà tự nhiên được như thế. Con người ai cũng đều có thể là nghiêu thuẫn, ai cũng đều có thể thành Phật, vì hết thảy mọi người ai nấy đều sẵn có minh đức. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, những kẻ chẳng thể là nghiêu thuẫn, chẳng thể làm Phật đều do bị tư dục bít chặt, chẳng mạnh mẽ đủ công sức khắc chế ý niệm, đến nỗi bị tư dục xoay chuyển, luân hồi sáu nẻo từ kiếp này sang kiếp khác, chọn chẳng có lúc thoát ra, chẳng đáng buồn sao. Những kẻ truyền dạy cách vật trí trì mà chẳng dùng nhân quả để phụ giúp cho sự hướng dẫn, chắc sẽ khó thể phát khởi đại tâm mạnh mẽ, dốc trí tu trì được. Tôi thường nói nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Phật độ thoát chúng sanh. Luận theo Phật pháp, từ địa vị phàm phu cho đến Phật quả, tất cả các pháp đều chẳng ra ngoài nhân quả. Luận theo thế gian, lẽ đâu riêng một pháp nào lại chẳng như thế. Vì thế không từ khen ngợi Châu Dịch, thoạt đầu để nói: tích thiện chi ra tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi ra tất hữu dư ương. Nhà tích thiện sự vui mừng có thừa, nhà chất chứa điều bất thiện tai ương có thừa. Tích thiện tích bất thiện là nhân, dư khánh dư ương là quả. Hơn nữa đã có dư khánh dư ương, lẽ đâu chẳng có bổn khánh bổn ương. Bổn khánh bổn ương chính là quả báo sẽ đạt được trong đời kế tiếp hoặc trong những đời sau nữa của người tích lũy điều thiện hay điều bất thiện. Những quả báo ấy sẽ lớn lao hơn dư khánh dư ương mà con cháu được hưởng cả trăm ngàn vạn lần.
phàm phu chẳng thấy được, há nên cho là không có ư? Ví như trong đêm tối om, chẳng thấy được hết thảy mọi vật, nhưng chẳng được nói hết thảy mọi vật đều bị tiêu diệt. Cơ tử trình bày hậu phạm trong phần cuối cùng mới nói: hưởng dụng ngũ phước, oai dụng lực cực, thuận theo sẽ được 5 điều phước, trái nghịch sẽ bị 6 điều khốn khó. Ngũ phước lục cực là nói đến cái nhân trong đời trước trở thành cái quả trong đời này. Hưởng là thuận theo, dụng là dĩ, thì là đắc được. Trong ngũ phước, một là thọ, hai là phú, giàu có, ba là khang ninh, mạnh khỏe, yên ổn. Điều thứ năm là khảo trùng mạng, hết tuổi thọ mới chết. Đó chính là quả cảm thành bởi tu đạo, tu đức trong đời trước. Điều thứ tư là du hảo đức, thường có đức tốt, chính là thói quen tu đạo tu đức từ đời trước. Cực có nghĩa là tai ách tột cùng, nên hiểu nghĩa chữ oai là vi, tức trái nghịch, ý nói những gì đã làm trong đời trước trái nghịch với đạo đức thì đến đời này sẽ bị, một là xui xẻo chết ngang và đoạn thọ, xui xẻo và đoạn thọ gộp thành điều thứ nhất, hai là thân bệnh tật chẳng được mạnh khỏe, ba là tâm lo lắng không yên, bốn là nghèo cùng, chi dùng chẳng đủ, năm là diện mạo xấu xa, sáu là thân yếu ớt không có năng lực. Nhà nho mở mịt nơi tiền nhân hậu quả, nên chuyện gì cũng đều quy về sự cai trị của vua, gần như rỉa thiên lý, vu báng sự cai trị của nhà vua. Trẻ nhỏ sanh vào nhà phú quý bèn hưởng phước, sanh vào nhà nghèo cùng sẽ chịu khổ. Há có phải là do nhà vua cai trị có phân biệt khiến nó phải sanh như vậy hay chăng? Vì thế kinh dạy: dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục chi lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết cái nhân đời trước thì những gì phải chịu trong đời này chính là nó đấy. Muốn biết quả trong đời sau thì những gì đã làm trong đời này chính là nó đấy. Khổng Phạm do vua Đại Vũ soạn ra, Cơ Tử trần thuật nội dung sách ấy với Vũ Vương. Lời nói về ngũ phước lục cực ở cuối thiên sách ấy đã giảng rõ nghĩa nhân quả ba đời, cực kỳ xác đáng thiết thực. Tống Nho cho rằng Phật nói nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi chính là chỗ dựa để lừa bịp ngu phù ngu phụ tuần phụng giáo pháp của Ngài, chứ thật ra chẳng hề có chuyện ấy. Họ phán quyết con người sau khi chết đi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán, dù có chém chặt xài giã, lấy chi để thực hiện? Thần hồn đã phiêu tán rồi còn ai để thọ sanh? Họ quyết đoán chắc chắn không có nhân quả. Vậy thì trong Xuân Thu Truyện Sử Ký Hán Thư thường chép những kẻ bị giết oan quấy phá, kẻ chịu ân báo đức, đủ mọi sự tích, chắc là tiền hiền đã tạo sẵn căn cứ cho Phật giáo lừa phỉnh người khác đó chăng? Đã không có nhân quả, không có đời sau thì Nghiêu hay Kiệt đều chết sạch cả rồi, ai chịu khăng khăng tu trì để cầu hư danh sau khi chết nữa đây? Bởi lẽ cái ta thật sự đã không có, hư danh có ích chi đâu? Do vậy thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để trừng phạt, lại còn riêng sướng cao giọng dạy người làm lành thì phải là không làm gì cả, hễ có làm gì để làm lành tức là ác. Thứ tà thuyết này gây lầm lạc, nguy hãm cho quốc gia xã hội chẳng cạn đâu. Kẻ vô tri không phục châu trình cao minh, chọn chẳng có một niệm muốn làm lành. Người có trí đau xé tâm can, bởi Tống Nho hoàn toàn phế bỏ đạo khuyên dụ dần dần làm lành của thánh nhân, mà cứ mong con người có tư cách thánh nhân. Nhưng thánh nhân cũng chẳng phải là hạng chẳng làm gì mới là làm lành. Khổng Tử đến năm 70 tuổi vẫn muốn trời cho sống thêm dăm 10 năm nữa để học dịch, hòng tránh khỏi lỗi lớn. Một bộ kinh dịch không điều gì chẳng nhằm dạy con người về đạo hướng lành, tránh giữ, lo lắng dè dặt khắc chế ý niệm để tu trì. Nếu đúng như họ, tức những nhà Tống Nho nói, thì Phục Hy, Văn Vương, Châu Công, Khổng Tử đều trở thành những kẻ tội lỗi đứng đầu, là cội gốc họa hại lầm lạc, dạy người khác làm ác cả. Có lẽ ấy hay chăng? Tỉnh người như nước, nhân quả như đê. Tống Nho cực lực bài bác nhân quả, cho đấy là chỗ dựa dẫm để Như Lai gạt gẫm người ta tuân phụng giáo pháp của Ngài. Nhưng lẽ nào nhân quả được nói trong kinh điển Đạo Nho chẳng phải là thật có ư? Họ muốn bác Phật để bảo vệ Nho, rốt cuộc trở thành phế kinh, phế trừ luân thường, thực hành biến con người thành loài thú. Vở tuồng xấu xa ấy đều do những kẻ cao giọng đề xướng ấy diễn xuất, khiến cho đạo làm người hầu như diệt mất. Ông Phí Trí Nghiễm xưa kia từng lậm phải chất độc của Trình Châu rất sâu, đến lúc tuổi già do sự lịch duyệt sâu xa nhân đời loạn mà biết được cái gốc họa, bởi vậy bèn quy y Tam Bảo, đọc khắp các sách vở đối với sự tích nhân quả ba đời và lục đạo luân hồi đều sao chép sơ lược đại khái, ngõ hầu người đọc bỏ được tà kiến đoạn diệt,
Tuân theo quy củ lớn lao của đạo nho và thích, nếu con người ai nấy đều hành theo thì cõi đời sẽ trở lại thuở đường ngu. Còn người giữ vẹn lễ giáo, biến nghị lực tàn sát lẫn nhau trở thành sự nghiệp lớn lao, duy trì lẫn nhau. Do vậy bèn đặt tên cho sách này là tập sách vãn hồi thế đạo nhân tâm, cùng trị cả gốc lẫn ngọn. Do thầy thuốc trị bệnh, bệnh cấp bách bèn trị nơi đằng ngọn, triệu chứng, bệnh tình hòa hoãn bèn trị nơi đằng gốc, căn nguyên. Như người cổ họng sưng phồng, hai đường đại tiểu tiện chẳng thông, nếu trước hết chẳng dùng thuốc để tiêu chứng, phù thủng và khai thông đại tiểu tiện, thì người ấy sẽ chết ngay. Dẫu có cách trị tận gốc cũng chọn chẳng có chỗ nào để áp dụng được, vì thế phải trị đằng ngọn trước. Với những chứng bệnh thuộc đằng ngọn khác, chỉ cần điều hòa tạng phủ cho tốt lành, thì những chứng đằng ngọn không trị cũng sẽ tự mất. Xử lý cách vật trí chi, thận độc, cẩn thận, dè dặt, khắc chế ý niệm, nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi, từ địa vị phàm phu cho đến khi thành thánh, thành Phật đều chẳng thể lìa được. Khổng Tử lo âu, vì đức chẳng tu, học chẳng giảng, nghe điều nghĩa chẳng thể noi theo, điều không tốt chẳng thể sửa đổi. Đức Như Lai giảng tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ vạn hạnh, mỗi mỗi đều là nhân quả, nếu không có nhân quả thì con người có khác gì cầm thú, há nên nói rằng ư. 2. Lời tựa tái bản Tịnh Độ Ngũ Kinh năm Dân Quốc 22 1933. Pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài được, thích hợp khắp ba căn, gồm thâu loại căn lẫn độn căn. Chúng sanh trong chín giới bỏ pháp này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật rời khỏi pháp này thì dưới chẳng thể độ khắp quần manh. Thế thầy pháp môn, không một pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này. Thế thầy hạnh môn, không môn nào chẳng trở về pháp giới này. Nếu luận theo chỗ thấy của bậc căn cơ đại thừa thì pháp môn này quả thật bắt nguồn từ kinh Hoa Nghiêm, vì thiện tài tham học với khắp các tri thức, cuối cùng ở dưới tòa của Đức Phổ Hiền, nhờ oai thần của Ngài Gia Bị sở chứng bằng với Đức Phổ Hiền và bằng với chư Phật trở thành bậc đẳng giác Bồ Tát. Ngài Phổ Hiền bèn đem 10 đại nguyện vương khuyến tấn thiện tài và hoa tạng hải chúng, tức là hàng pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị, để hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Đấy chính là pháp quy tông kết đảnh của Kinh Hoa Nghiêm vậy. Kinh Hoa Nghiêm dạy rõ pháp thành Phật trong một đời, nhưng quy tông nơi cầu sanh tịnh độ, do đó biết rằng một pháp tịnh độ chính là vô thượng đại pháp, thành thủy thành trung để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh vậy. Đấy chính là chỗ thấy của bậc căn cơ đại thừa, hàng nhị thừa còn chưa được thấy nghe, huống là phàm phu đầy rẫy truyền phược tư. Cho đến hội phương đẳng, Đức Phật đặc biệt chuyên nói ba kinh tịnh độ để hết thảy, dù phàm hay thánh đều cùng chăm chú, tu trì, ngõ hầu, được thoát khỏi cõi ngũ trược đây, vượt lên cõi sen chín phẩm kia ngay trong đời này. Tại núi Linh Thứu thuộc nước Ma Kiệt Đề, Đức Phật nói ra nhân địa lúc ban đầu của A-di-đà Phật, bỏ nước xuất gia phát ra 48 nguyện, lại trải kiếp dài lâu, tu hành theo đúng loại nguyện, cho đến khi phước huệ viên mãn, được thành Phật đạo, làm được thế giới trang nghiêm màu nhiệm, chẳng thể diễn tả được. Mười phương chư Phật đều cùng tán thán, mười phương Bồ Tát và hàng nhị thừa, hồi tiểu hướng đại, lẫn phàm phu chọn đủ hoặc nghiệp đều được vãng sanh, đều được bình đẳng nhiếp thọ. Đấy là kinh vô lượng thọ. Trong vương cung nước Ma Kiệt Đề, nói ra ba phước tịnh nghiệp, 16 phép quán màu nhiệm để hết thảy chúng sanh đều biết nghĩa lý tâm này là Phật, tâm này là Phật. Biển tránh biến tri của chư Phật đều từ tâm tưởng sanh, tâm này là chúng sanh, tâm này làm chúng sanh. Biển nghiệp phiền não của chúng sanh từ tâm tưởng sanh đã được nêu rõ ràng. Nếu có thể hiểu sâu xa nghĩa này, ai chịu bị luân hồi oan uổng? Cuối kinh nói rõ cái nhân của chín phẩm vãng sanh, ngõ hầu ai nấy đều tu thượng phẩm, đấy là quán vô lượng thọ Phật kinh. Tại nước Xá Vệ, trong vườn cấp cô độc, nói diệu quả của y báo và chánh báo, có ý tịnh độ để thính chúng sanh lòng tin. Khuyên những người nghe, hãy nên phát nguyện cầu được vãng sanh, lại dạy các hành giả lập hạnh chấp chỉ danh hiệu. Ba điều tín nguyện hạnh là cương tông của pháp môn tịnh độ, đầy đủ ba pháp này, thì hoặc là suốt đời chấp trì đã đắc nhất tâm, hoặc khi lâm chung mới được nghe, chỉ xưng danh mười niệm, đều được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, đấy là A-di-đà kinh. Ba kinh này là những kinh chuyên giảng về tịnh độ, nhưng A-di-đà kinh thâu nhiếp căn cơ phổ biến nhất, vì thế các tông thiền giáo luật đều cùng vâng dùng làm kinh nhật tụng. Các kinh đại thừa nói kèm về tịnh độ nhiều không đếm xuể, nhưng trường Đại Thế Chí niệm Phật viên thông trong kinh Lăng Nghiêm quả thật là khai thị mầu nhiệm nhất về pháp niệm Phật.
Nếu hương chúng sanh có thể nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối mà niệm, há có ai chẳng thể trong hiện tại hay tương lai nhất định thấy Phật, gần là chứng viên thông, xa là thành Phật đạo ư? Vì thế đem chương này xếp vào sau ba kinh, nối theo sau phổ hiền hạnh nguyện phẩm để thành một đại duyên khởi cho pháp môn tịnh độ, khiến cho những người đọc sẽ biết pháp này tỏ bày thông suốt rộng lớn bàn hoài của Đức Phật. So với các pháp cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hỏng liễu sanh tử thì sự khó dễ khác xa một trời một vực. Do vậy chín giới cùng hướng về, mười phương chung khen ngợi, ngàn kinh đều xiển dương, vạn luận đều tuyên thuyết. Bản khắc tịnh độ tứ kinh ở Kim Lăng đã bị mờ nét, gây tu tịnh nghiệp khổ vì không có bản rõ ràng nhất để đọc. Vì thế cho đúc bản kẽm, ghép thế chí niệm Phật viên thông chương vào sau ba kinh tịnh độ và phẩm phổ hiền hạnh nguyện, gọi là tịnh độ ngũ kinh. Nếu luận trên duyên khởi của pháp môn nên để kinh Vô Lượng Thọ đứng đầu, nhưng nay để thuận tiện cho việc đọc tụng nên đặt kinh A Di Đà lên đầu, mong người đọc lượng thứ. Ba, lời tựa trình bày duyên khởi của việc in kèm phẩm tịnh hạnh của kinh Hoa Nghiêm vào sau tịnh độ ngũ kinh, năm Dân Quốc 23, 1934. Bộ kinh Hoa Nghiêm mầu nhiệm sự lý viên dung, lý là do sự mà hiển, sự là do lý mà thành, lý lẫn sự đều đạt đến tột cùng viên chứng tỷ lô pháp thân. Vì thế Đức Như Lai khi mới thành chánh giác, bèn cùng các pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, nói ra các pháp nhân quả của những pháp môn do Đức Như Lai tự chứng. Nhân quả chính là sự, pháp do Đức Như Lai tự chứng chính là nhất chân pháp giới, là chân như thật tánh, tịch chiếu viên dung, bất sanh bất diệt, chẳng phải có, chẳng phải không. Phật tánh ấy nơi phàm chẳng giảm, nơi thánh chẳng tăng, Đức Phật do đã chứng rốt ráo nên thường hưởng pháp lạc, thường lạc ngã tịnh. Chúng sanh do triệt đẻ mê nên luôn chịu nỗi khổ sanh tử luân hồi hư vọng, ví như tấm gương báu tròn lớn bị bụi đóng cả kiếp. Dẫu có ánh sáng chiếu hút trời soi đất vẫn chẳng có cách nào tỏ lộ để thụ dụng được. Vì thế phải nhờ đến các vị Bồ Tát hỏi đáp với nhau để nói ra những pháp môn thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Lại dùng 10 đại nguyện vương hướng dẫn về cực lạc hồng viên mãn Phật quả. Đấy là Như Lai đem nhân quả do Ngài tự chứng dạy cho khắp hết thảy chúng sanh, khiến cho ai nấy đều đích thân chứng được khuôn phép lớn lao. Những người thuộc tín vị, tức những người thuộc địa vị thập tín thì dùng phẩm tịnh hạnh làm nhân địa tâm, cái tâm trong lúc tu nhân để trên là hòa hợp với hoằng thể đại nguyện về quả giác, dù có vượt lên những bậc cao sâu hơn như thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, nhưng trong mỗi địa vị vẫn phải dùng 141 nguyện này để làm căn cứ tấn tu. Do vậy, biết rằng phẩm kinh này giữ một vai trò quan trọng rất lớn, nó chẳng những là cơ sở đầu tiên để nhập cảnh giới Phật, mà thật sự còn đáng gọi là cội gốc lớn lao để thành Phật. Chúng sanh đời mạt căn cơ kém mỏng, nếu có thể tầm tầm niệm niệm thường tụng kinh văn này, thường phát những nguyện này, thì tam nghiệp sẽ mau được thanh tịnh. Niệm niệm trên khế hợp tâm Phật lâm chung lên thẳng thượng phẩm. Công đức của phẩm này cũng công đức thọ trì phẩm phổ hiền hạnh nguyện xoay dọn lẫn nhau chẳng hề kém sút. Vì thế pháp sư Tỉnh Thường đầu đời Tống hâm mộ phong thái của Lô Sơn Viễn Công, Tổ Huệ Viễn để xướng pháp môn tịnh độ, trích máu chép phẩm này. Lại dùng chữ tịnh hạnh để đặt tên cho liên xã, liên tông được chấn hưng, nguyên do là vì dốc sức sâu xa nơi lời lẽ hành vi thường này để hợp với giác đạo vô thượng của Như Lai vậy. Một đệ tử là Dương Huệ Đạo tính muốn yên cột chung phẩm tịnh hạnh và phẩm phổ hiền hạnh nguyện để lưu thông. Quang nói, muốn cho kẻ sơ cơ lắng lòng niệm Phật, hãy nên dùng tịnh độ ngũ kinh để dẫn đường, chẳng nên chỉ chọn một mình phẩm hạnh nguyện trong ngũ kinh, hãy nên làm sao cho họ được đọc trọn khắp năm kinh, lại còn dùng phẩm tịnh hạnh để răn nhắc trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, thì họ sẽ tự hớn hở nơi đạo vậy. Than ôi, đấy bây giờ là đời gì vậy? Chính là lúc vứt bỏ cương thường luân lý, chuyên đề cao mưu mẹo dối trá, tàn sát lẫn nhau. Nếu chẳng lấy tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để hướng dẫn, thì sợ rằng đời sau làm người đối với những tên gọi cương thường luân lý do thánh nhân đời trước đã lập còn chẳng thể được nghe. Vì thế, phàm là người có đủ chánh trì kiến, chánh tín tâm đều lấy sự tu trì tịnh nghiệp làm chí hướng sự nghiệp. Do vậy ở đây, tùy riêng thuật duyên khởi ghép phẩm này vào sau kinh văn để người đọc sau này không nghi ngờ vậy. 4. Lời tựa tái bản lưu thông sách Tâm Kinh Thiềm Túc năm Dân Quốc 19, 1930. Tâm Kinh dạy rõ về Bồ Đề Niết Bàn,
Nhờ chứng bởi tam thế chư Phật và hết thảy chúng sanh sẵn có trần như Phật tánh. Kinh này là đạo trọng yếu để độ sanh của mười phương Như Lai, là khuôn mẫu tốt lành cho cả hàng trăm hành nhân thành Phật. Phần giản dị nghĩa phong phú, từ ngữ ngắn gọn nhưng lý uyên thâm, khiến cho khắp mọi thượng trung hạ căn hết khởi cùng tu tập đều cùng được vào thẳng địa vị của Như Lai trong các kinh thật là bậc nhất. Tuy chỉ gồm 260 chữ nhưng nghĩa lý sâu thẳm của 600 quyển kinh Đại Bát Nhã đều được bao trùm sạch sành sanh. Ấy là vì Đức Như Lai trí huệ tự tại vô ngại, tùy theo đương cơ nghe pháp mà nói rộng hay nói đại lược cho phù hợp. Nói rộng thì tùy chọn hết biển mực cũng chẳng thể viết chọn hết được, nói đại lược thì kiếm một chữ cũng không ra, khiến cho người nghe ai nấy đều được lợi ích thật sự. Chúng sanh đời mạt căn cơ kém hèn, thường trì kinh này y theo đó tu tập, sẽ tự được ngũ uẩn rỗng không, chứng thật tướng của các pháp, lìa điên đảo đạt được niết bàn rốt ráo. Vì thế trong số các danh nhân thời cổ, thường có những vị tụng đến mấy trăm vạn biến, bởi kinh này là pháp môn tổng trì của các pháp. Còn trai thứ của cư sĩ Hạ Huệ Hoa là thúc quỷ bẩm tánh thông minh mẫn tiệp, nhiệt tâm làm chuyện công ích, luôn ôm ấp chí hướng, chẳng làm lương tướng ắt làm lương y, làm hội trưởng hội sinh viên trường thuốc hiệp hòa tại Bắc Bình, Bắc Kinh, năm Dân Quốc 15, 1926, tuổi tròn 27, bị bệnh rất nặng khi sắp chết, hỏi cha rằng nên giải nói ý nghĩa bất sanh bất diệt của tâm kinh như thế nào. Cư sĩ dạy, đấy chính là nói về bản thể của cái tâm bọn ta, giống như thái hư không, không tướng không hình, chẳng phải không chẳng phải có, tại phạm chẳng giảm, nơi thánh chẳng tăng, ở trong sanh tử chẳng nhơ, chứng niết bàn chẳng sạch, tướng sanh còn chẳng có, làm sao có tướng diệt cho được. Ngộ được lý ấy mới xứng danh là Phật tử. Tuy nhiên nói thì dễ dàng làm sao, còn hãy nên nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đợi đến khi hoa nở thấy Phật chứng vô sanh nhẫn thì mới phần chứng được tâm thể bất sanh bất diệt này. Từ đấy tấn tu mãi cho đến khi ba hoặc đều hết sạch, hai thứ hư tử, biến dịch và phần đoạn đều vĩnh viễn mất, viên mãn bồ đề, trở về chỗ không có gì để đạt được nữa thì mới là rốt ráo chứng được tâm thể bất sanh bất diệt ấy. Chớ nên nghĩ nghe tên là đích thân chứng, chẳng cầu vãng sanh, để đến nỗi trầm luân cả kiếp dài lâu không cách nào thoát khỏi được. Không lâu sau người con liền mất. Lúc sống đối với Phật pháp anh ta hoàn toàn chưa tưởng bận tâm, lâm chung lại hỏi đến chuyện này, chẳng phải là có túc căn hay sao? Được cư sĩ khai thị, nếu không vãng sanh cũng có thể trở thành duyên nhập đạo cho đời sau, so với những kẻ cho đến hết đời chẳng được nghe đến, khác biệt hệt như một trời một vực. Nhân đó cư sĩ muốn lưu thông bản chú giải tâm kinh rõ ràng rộng rãi, cặn kẽ nhất, ngõ hầu hàng sơ cơ đều có thể lãnh hội được. Cư sĩ Phạm Cổ Nông quyền nên in cuốn tâm kinh thiêm túc của Pháp sư Hoàng Tán đời mình, lại có đích thân rào tránh câu chữ, do vậy bèn cho in ra trường đó quyển để tặng các tịnh lữ học kết pháp duyên để siêu tiến, giữ lại hai bản in để tái bản mãi mãi. Mong những ai thấy nghe thọ trì đều dùng quán trí rất sâu, soi thấy ngũ uẩn đều không, đích thân chứng được tâm thể bất sanh bất diệt này để vượt qua hết thảy khổ ách. 5. Lời tựa lưu thông kinh Địa Tạng in theo lối thạch bản, năm Dân Quốc 17, 1928. Tâm chúng sanh và tâm Phật không hai, kẻ chẳng thể làm Phật, thường làm chúng sanh là vì chính họ chẳng có huệ lực, chẳng thể giác ngộ, lại không có thiện tri thức chỉ dạy. Do vậy diệu tâm sẵn có Phật tánh trở thành căn bản để khởi hoặc tạo nghiệp đến nỗi luân hồi cả kiếp dài lâu, chọn chẳng có thuở thoát ra, chẳng đáng buồn ư. Vì thế lúc mới thành chánh giác, Đức Thế Tôn ta bèn lên cung trời đao loạn thuyết pháp cho mẹ, vì muốn cho hết thảy chúng sanh đều cùng mong báo ơn cha mẹ, nên đặc biệt dạy rõ Địa Tạng Bồ Tát trong những kiếp xưa do cứu mẹ đã rộng phát thệ nguyện Bồ Đề để làm thuyền bè cho chúng sanh trong tương lai được thoát biển khổ. Toàn bộ kinh văn kinh Địa Tạng Bổn Nguyện dạy cặn kẽ cả sự lẫn lý, văn tử rõ ràng thắng đạt, nên nêu tỏ trọn vẹn những nghĩa lý tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh, và tâm có thể tạo nghiệp thì tâm có thể chuyển nghiệp, tâm chẳng chuyển được nghiệp thì nghiệp sẽ trói buộc tâm, vân vân. Hai câu chuyện Đức Địa Tạng trong kiếp xưa cứu mẹ càng nêu thật sát sao, rõ ràng ý nghĩa này, thật có thể gọi là người dẫn đường nơi lối hiểm, đức huệ nơi đường tối, kho báu cho kẻ nghèo thiếu, gạo thóc cho năm đói kém, khiến cho hết thảy chúng sanh mê muội mau được giác ngộ, hết thảy những đứa con hiếu thuận có được sư thừa. Lợi ích của kinh không thể nào tuyên nói được, tây thiền đồng độ những người đọc kinh này bèn khỏi trí chẳng thể nào đếm xuể.
Hòa thượng Trần Đạt muốn báo ơn Võng Cực, tính mời người viết chữ đẹp cung kính chép kinh này để in theo lối thạch bản thí tặng. Gặp đúng lúc cư sĩ Trí Chuẩn Lỗ Chỉ Nam đem bản kinh Kim Cang do chính ông ta tự viết xin hòa thượng giảo chánh. Sư thấy cư sĩ vì muốn báo ơn cha mẹ, liền đích thân cung kính chép kinh Kim Cang để thường trì tụng, ắt cũng sẽ vui sướng chép kinh này, nên bèn khẩn khoản nhờ chép, liền được cư sĩ nhận lời. Hòa thượng sai quang viết lời tựa phơi bày trọn vẹn sự lợi ích của kinh, hòng phát khởi tấm lòng hiếu thảo của những kẻ làm con trong thế gian, mong họ sẽ tùy thời tùy việc trọn hết đạo hiếu. Nghĩ đến ân sâu cổ lao, ắt sẽ thực hiện cho đến khi cha mẹ ta được rốt ráo an ổn nơi bảo sở mới thôi. Do vậy dùng tâm trí thành niệm thánh hiệu Phật, kèm thêm kính cẩn giữ hứa vẹn luân thường, chọn hết thiên chức của chính mình, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, dùng công đức này để giúp cho cha mẹ ta, mong cho cha mẹ còn sống sẽ được nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, phước thọ tăng cao, trí huệ khởi mở, đã khuất bóng thì thần hồn siêu thăng cõi tịnh, nghiệp trả lại trần lao, chứng vô sanh nhẫn, ở vào địa vị bất thoái, võ hầu hơi chọn được tấm lòng riêng của quạ. Chẳng làm đấng danh thành phải thẹn, lại còn phải biết hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai. Hãy nên dùng tâm đại bồ đề, tùy thuận cơ nghi vì họ tuyên nói và cứu giúp, hòng khế hợp Phật tâm, phù hợp cái nguyện của chính mình, quạt gió từ dập tắt ác nghiệp. Sẽ thấy lễ nghĩa nhân nhượng được hưng khởi, càn qua rất bạt mãi mãi, phong tục tốt đẹp, thiên hạ hòa bình. 6. Lời tựa cho sách Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới tập chứng. Năm Dân Quốc 17-1928. Kinh Phạm Võng là đại pháp để Đức Như Lai nung luyện hết thảy, dù thánh hay phàm, ngõ hầu sẽ rốt ráo đoạn trừ ba hoặc, đích thân chứng được ba đức, khôi phục Phật tánh sẵn có, thành Phật quả vô thượng. Ấy là vì đối với chân như diệu tánh thì chúng sanh và Phật cùng một thể, nơi phàm chẳng giảm, nơi thánh chẳng tăng, nhưng từ vô thủy đến nay cứ mê chẳng ngộ, như vàng còn ở trong quặng chẳng thụ dụng được. Đức Như Lai thường xót hết thảy chúng sanh mê mất minh châu trong chéo áo, uổng công rong ruổi hướng ra ngoài tìm tòi, do vậy khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, đến nỗi luân hồi lục đạo trọn chẳng có thủ ra. Dù có người đoạn được những hoặc trong tam giới, thoát lìa sanh tử, nhưng vẫn còn cách địa vị Phật quá xa. Bởi thế khi mới thành chánh giác, Phật liền lập tức vì hết thảy thánh phàm giảng đại pháp này, trước hết làm cho họ liễu ngộ tự tâm vốn là Phật tâm, nên mới nói hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, các ông là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Tin được như thế chắc chắn sẽ chẳng đến nỗi đề cao thánh cảnh, nhưng tự cam phận phàm ngu. Trên là cố phụ sự giáo hóa của Phật, dưới là phụ bạc tánh linh của chính mình. Cho nên mới nói thường tin tưởng như thế thì giới phẩm đã đầy đủ. Rồi đối với những lời ăn tiếng nói, hành vi thường ngày, khởi tâm từ bi, tâm hiếu thuận, dẹp lòng tà giữ lòng thành, đánh đổ cái ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, đừng làm các điều ác, vâng làm những điều thiện, sao cho luôn đúng chừng mực, không phải hổ thẹn chút nào, nơi ba nghiệp vĩnh viễn trọn chẳng có tì vết, thì hai thứ đại thể đại dụng, tự lập lập người, tự lợi lợi tha đều đầy đủ, giữ tấm lòng thanh khiết sông tận trời thẳm, khác nào hư không mênh mông chứa khắp muôn hình tượng, trọn chẳng chướng ngại gì, xử sự chánh đại quang minh như mặt trời chói lọi chiếu khắp muôn phương, nhưng trọn chẳng hề chọn lựa. Do vậy tứ nhiếp cũng được thực hiện, tứ hoàng phổ độ đáng gọi là tiên dĩ dục câu khiên, hậu linh nhập Phật trí. Trước hết dùng dục để lôi kéo, sau làm cho nhập Phật trí. Hư không dẫu có tận, nguyện tôi vẫn vô cùng. Làm được như thế, nào còn có cái tâm ta người đúng sai, tự tư tự lợi chi nữa, huống là có chuyện phá trai phạm giới và tổn người lợi mình, lật đổ tàn hại lẫn nhau nữa ư. Do vậy biết, kinh này dẫu thuộc về đại pháp xuất thế, nhưng quả thật là mưu lược tốt lành để giữ yên cõi đời. Vì thế hết thảy quốc vương đại thần và tứ chúng xuất gia, bốn chúng tại gia cùng các quỷ thần đều nên thọ trì. Nếu có thể thọ trì, sẽ như nước rửa sạch đổ đựng, liền khôi phục sự sạch sẽ sẵn có, như hương sông áo, sẽ mau chóng thêm thơm ngát hơn. Trong lúc kiếp trược này, muốn vãn hồi mà bỏ pháp này làm sao yên được. Hành giả Diệu Lãng xưa đã có linh căn, dốc lòng tu tịnh nghiệp, thường đọc kinh này, ngưỡng mộ khôn xiết, phát nguyện lưu thông để lợi khắp hết thảy. Lại thường đối với những ý nghĩa chỉ giới trọng yếu đã được khai thị trong các kinh tiểu thừa đại thừa và các truyện ký mà chính mình đã đọc, đều trích lược ghi vào đằng sau chánh kinh
để làm pháp gian dạy cho mình lẫn người cùng tu trì. Ngõ hờ, người đọc biết được lợi ích do chỉ giới. Gần là ba nghiệp thanh tịnh, tam học giới định huệ viên minh, xa là sạch hết ba hoặc, ba đức trọn bày. Họa hoạn do phạm giới, thì gần là ba nghiệp ô trược, vĩnh viễn đọa trong tam đồ, xa là ba chướng thường hiện diện, chẳng thoát được tam giới. Phật do chính ta làm, địa ngục do chính ta tạo, như đến trước gương báu, tốt xấu hiện rành rành, ai lại chịu tự chuốc lấy mối lo, bỏ lợi ích để nhận lấy họa hoạn cơ chứ? Người chị dâu của Diệu Lãng là Phương Tình, vâng theo dì mạng của bà mẹ chồng đã quá cố, nguyện bỏ ra tịnh tài để giúp y một vạn cuốn, hồng thành tựu trí nguyện này, ngõ hầu kính tặng các Phật tử tại gia và xuất gia. Do công đức này mong cửa nhà bình yên may mắn, quyến thuộc yên ổn mạnh khỏe, đời này được hưởng ngũ phước như cơ tử đã luận, con cháu được hưởng trăm điều tốt lành như trong bài huấn dụ của y Doãn. Lại cầu thời thế hòa bình, mùa màng sung túc, dân giàu Phật mạnh, lễ nghĩa nhân nhượng hưng khởi, càn qua vĩnh viễn chấm dứt, pháp vận thông suốt, thiên hạ thái bình. Do vậy bèn tụng rằng: Đức Thế Tôn ta là vua các pháp, khiến khắp chín giới cùng chứng chân thường, các pháp nói ra đều tùy cơ nghi, chỉ giới pháp này phàm thánh cùng nương, đẳng giác Bồ Tát quần manh sáu đường, không có một ai chẳng nên hành trì, do tâm chúng sanh chẳng khác tâm Phật, do bảy hoặc nghiệp trở thành khác xa, về tướng tùy khác nhưng tánh vốn đồng, nên nói kinh này hỏng chứng đại hùng. Đã biết chúng sanh đều có Phật tánh, Phật là đã thành, ta thật sẽ chứng, ví như cùng tử được kho báu xưa, được vốn chẳng được, hoan hỷ vô lượng, đã ngộ Phật tánh, phải hành Phật hạnh, nghiêm tịnh tỷ ni, cẩn thận bóng áo, phát tâm từ bi và tâm hiếu thuận, tự lợi lợi tha, cùng thoát vòng khổ, người được như thế là chân Phật tử. Những gì Phật đắc ta sẽ giống thế, phải biết kinh này, khuôn lành đúc Phật, tận lực tu theo liền chứng vô dư, nguyện người thấy nghe cùng trăm thọ trì, tiêu trừ hoặc nghiệp viên mãn Bồ Đề. 7. Lời tựa cho sách Phổ Môn Phẩm Giảng Nghĩa, năm Dân Quốc 18-1929. Quán Thế Âm Bồ Tát trong vô lượng kiếp trước đã sớm thành chánh giác, hiệu là chánh pháp minh, nhưng do thệ nguyện rộng sâu, từ bi rộng lớn, chẳng lìa cõi tịch quang, hiện hình trong chín giới, tùy loại hiện thân tầm thanh cứu khổ. Nếu dùng thân nào để độ được, liền hiện thân ấy để thuyết pháp, nguyện cho hết thảy chúng sanh trong hết thảy thế giới đều được lìa khỏi nỗi khổ viễn vọng trong hiện tại, hưởng pháp lạc chân thường. Nhưng ngài lại thương xót thế giới xa bà nhất. Do vậy, trong hội Pháp Hoa, Thích Ca Thế Tôn muốn cho chúng sanh cõi xa bà luôn được che chở, bèn đặc biệt nhân lời hỏi của Vô Tận Ý Bồ Tát mà trình bày rõ ràng thệ nguyện từ bi, công đức oai thần của Đức Quán Âm để hết thảy chúng sanh trong chín giới đều được nương tựa. Cho đến khi Phật Pháp được chuyển sang xứ này, đến đời Tấn, Pháp Sư La Thập riêng dịch Kinh Pháp Hoa, mọi người mới biết Đức Quán Âm, dù bổn địa hay tích môn đều khó nghĩ lường. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Quán Âm tự thuật Pháp Viên Thông. Trong hội Hoa Nghiêm, Đức Quán Âm chỉ dạy thiện tài, đều phù hợp khít khao với ý chỉ Pháp Hoa. Do vậy biết, đại sĩ vô tâm lấy tâm chúng sanh làm tâm của chính mình, cho nên hễ cảm liền ứng, chọn chẳng sai chạy. Và cuối đời Tấn, thư cử Mông Tốn nhà Bắc Lương bị bệnh, ngài Đàm Vô Sấm dạy tụng phẩm Phổ Môn, Mông Tốn liền được lành bệnh. Do vậy phẩm này được lưu truyền riêng. Đời Tùy Trần, đại sư Trí Giả chú giải Kinh Pháp Hoa, đặc biệt giải thích cặn kẽ phẩm này, đều thấy tâm của Phật Bồ Tát Tổ Sư chỉ mong cho hết thảy chúng sanh lấy hết thảy khổ, được hưởng hết thảy vui. Pháp sư Đế Nhàn tận lực Hoàng Dương Tông Thiên Thai kiêm tu tịnh độ. Mùa hạ này, sư Hoàng Giới diễn giảng về giới luật tại Cáp Nhĩ Tân. Trở về đi ngang qua Đại Liên, các cư sĩ Phan Đối Phù, Thi Tỉnh Chi, vân vân, thỉnh sư giảng diễn kinh này. Lại sợ tiếng địa phương Nam Bắc không thông, nhân đấy bèn đem những nghĩa đã giảng trước đó in ra 500 bản tặng cho mọi thính giả, để họ đều được tận mắt thấy lời dạy. Nhưng do thời gian vội vã, chẳng tránh khỏi sai sót, cư sĩ Phan Đối Phù muốn bài giảng ấy được lưu truyền rộng rãi trong cõi đời. Do vậy bèn gửi cho tôi một bản và cậy viết lời tựa, trộm nghĩ kinh tạng Pháp Hoa sâu thẳm u viễn, không ai có thể thấu đạt được, chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu triệt rốt ráo. Quang là một ông tăng tầm thường chỉ biết cơm cháo, làm sao có thể nêu tỏ đến mức tột bậc cho được. Đành lược thuật bổn tích của Đức Quán Âm và lai lịch lưu thông chú thích kinh này cho xong trách nhiệm, nguyện khắp các đồng nhân thực niệm thánh hiệu Quán Âm
Nếu đạt được đến mức niệm cực tình vong, tâm lẫn cảnh cùng vắng lặng, thì hàng xa công đức vô lượng diệu nghĩa sẽ tự hiện hiện trọn vẹn trong một niệm. Do vậy chẳng cần phải trình bày rườm rà chi nữa. 8. Lời tựa cho ấn bản Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh được viết theo lối chữ Khải để tặng đại chúng đọc tụng. Như Lai tạng diệu chân như tánh, chúng sanh và Phật cùng sẵn đủ, chọn chẳng hề tăng giảm. Phật do rốt giáo chứng nên an trụ tịch quang, thụ hưởng pháp lạc, thường lạc ngã tịnh. Chúng sanh do triệt để mê nên khởi hoặc tạo nghiệp, chịu nỗi khổ sanh tử luân hồi huyễn vọng. Tuy là tịnh nhiễm bất đồng, khổ vui sai khác, nhưng tánh chân như mầu nhiệm sẵn có, vẫn tự chẳng tăng chẳng giảm. Chúng sanh chỉ có tánh đức, chọn chẳng có tu đức, nên chẳng thể thụ dụng được. Ngược ngạo nương theo sức công đức của diệu tánh ấy để tạo ra cá nhân sanh tử, chịu quả luân hồi. Do nhân duyên ấy, cảm Phật giấy lòng từ bi thị hiện sanh trong thế gian, tùy cơ thuyết pháp, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà, biết lấy hạt châu trong chéo áo, ngõ hầu chẳng đến nỗi cô quạnh lênh đênh, không nơi nương tựa. Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh chính là nhân bí mật để viên mãn Bồ Đề của Tam Thế Chư Phật, là diệu hạnh để tiến về giác đạo của hết thảy Bồ Tát, cho nên gọi là Thủ Lăng Nghiêm. Tiếng Phạn Thủ Lăng Nghiêm, tiếng Hán là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, hết thảy sự rốt ráo cứng chắc. Nhất thiết sự là gì? Chính là hai pháp tầm và cảnh, nói rộng ra là ngũ ấm lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, tất đại. Nhất thiết sự, hết thảy mọi sự này đều là toàn thể đại dụng của Như Lai tạng diệu chân như tánh, vốn tự cứng chắc, chọn chẳng có các tướng sanh diệt sạch nhơ tăng giảm. Nhưng chúng sanh mê chân đuổi theo vọng, trái giác hợp trần, dù tâm hay cảnh đều thành viễn vọng, đều là sanh diệt, đều chẳng cứng chắc. Vì thế do ngài A Nan thưa hỏi phương tiện ban đầu để mười phương Như Lai thành tựu Bồ Đề Samatha Tamma Thiền Na Mầu Nhiệm, Như Lai liền gặn hỏi cái tâm, chỉ rõ cái thấy, lần lượt giảng về ngũ ấm lục tâm chúng sanh, thuận theo nghiệp mà tỏ lộ, khiến cho họ khai ngộ. Kế đó 25 vị thánh nhân, mỗi vị chứng một pháp viên thông riêng biệt, trong 25 pháp, mỗi vị tường thuật pháp viên thông do chính mình đã chứng, nhằm chứng thực lời giảng ấy. Kinh này nhằm thích ứng với năng lực đa văn của A Hợp, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, để hiện thị mỗi mỗi đều là Như Lai tạo thuận theo nan và căn cơ tánh nghe nhạy bén nhất của cõi Sa Bà. Do vậy Đức Văn Thủ chọn lựa pháp viên thông, bèn chỉ chọn pháp viên thông của Quán Âm. Pháp môn tịnh độ niệm Phật thích hợp chọn khắp căn cơ của hết thảy chúng sanh trong mười phương ba đời. Do vậy được kể sau pháp viên thông của ngài Di Lặc, trước pháp viên thông của Đức Quán Âm, nhằm ngầm nêu ý nghĩa thích hợp khắp mọi căn cơ. Nếu không sẽ kể pháp này sau pháp của ngài Hư Không Tạng, trước pháp của ngài Di Lặc. Luận sát sao về những pháp môn thông thường thì phải đoạn sạch phiền hoặc mới có thể liễu sanh thoát tử. Chỉ có bậc thượng thượng loại căn nhất mới có thể giải quyết xong ngay trong đời này. Nếu chẳng phải là loại căn tánh ấy thì hoặc 2, 3, 4, 5 đời, hoặc 2, 3, 4, 5 kiếp, hoặc thậm chí từ trần sát kiếp này sang trần sát kiếp khác vẫn luân hồi trong lục đạo. Kẻ như vậy nhiều lắm. Bởi cậy vào sức giới định huệ của chính mình để đoạn sạch hoặc nghiệp phiền não tham sân si cho nên khó khăn, huống chi đang nhằm thể mạt pháp, căn cơ còn gầy hèn kém, thọ mạng ngắn chùn, trì thức hiếm hoi, tả ma ngoại đạo tung hoành, hễ chánh kiến hơi thiếu liền bị đọa vào lưới ma ư. Chỉ có pháp môn tịnh độ đặc biệt cậy vào thệ nguyện từ bi của Đức Di Đà và sức tín nguyện ước niệm của chính mình, đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương là thỏa đáng. Nếu là hạng thượng thượng căn sẽ mau chứng vô sanh, dẫu là kẻ hạ hạ căn vẫn được dự vào dòng thánh. Lợi ích ấy làm sao diễn tả được. Nghĩa này là nghĩa quy tông cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm. Đừng vì quang là kẻ kém cỏi mà cho là sai lầm bịa đặt. Nếu chúng ta có thể đầy đủ lòng tin chân thật nguyện thiết tha như con nhớ mẹ, nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối để niệm, thì hai tầng công phu xoay cái niệm để niệm nơi tự tánh của Đức Thế Chí và xoay cái nghe để nghe nơi tự tánh của Đức Quán Âm sẽ hòa lẫn trong một tâm để niệm hồng danh vạn đức của Như Lai. Lâu ngày trời tháng, cái tâm nghiệp thức chúng sanh sẽ trở thành Như Lai bí mật tạng, đấy gọi là dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, cho nên nhân chủ biển quả, quả tột nguồn nhân. Người có duyên gặp được, mong chớ hướng coi rẻ, đấy là đường vào cửa niết bàn của vi trần Đức Phật, huống gì chúng ta là người, đời mạt pháp há dám chẳng nói theo.
Cuối cùng, kinh chỉ bày nghiêm ngặt bốn thứ giới luật để bồi đắp nền tảng ấy, nói hết cặn kẽ công đức của thần chú Lăng Nghiêm, ngõ hầu hành nhân được nương tựa bảo vệ. Kinh giảng cặn kẽ nhân quả của 10 pháp giới, mỗi mỗi đều là theo nghiệp hiện ra, chỉ rõ cảnh ngũ ấm ma, hỏng người nghe biết kẻ công hạnh sâu vẫn còn có chuyện bị ma dựa, tạo tội đọa địa ngục, huống hồ kẻ sơ tâm ư. Xem kinh thoạt đầu là 7 chỗ gạn tâm, 10 phen tỏ rõ cái thấy, lần được giảng đến ấm nhập xứ giới đại, tầng tầng khai thị, khiến cho vị căn tánh nhạy bén nhất là A Nan, viên ngộ tạng tánh, tức là cái được nhà thiền gọi là đích thân thấy được bản lai diện mục trước khi được cha mẹ sanh ra. Vậy thì đại triệt đại ngộ quả thật chẳng dễ dàng gì. Phần sau kinh nói về hành giả đã có sức thiền định sâu rồi, đã phá được hai ấm là sắc và thọ, vẫn bị ma mê hoặc, đánh mất chánh kiến, tạo các ác nghiệp, giống vướng phép vua chết đọa địa ngục. Do vậy biết, muốn liễu sanh tử, chỉ cậy vào tự lực thì nguy hiểm, khó khăn, chẳng thể nào sánh ví được. Nguyện những người cùng hàng, hãy đừng theo pháp, nhớ Phật niệm Phật của Đức Thế Chí và lời dạy 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc của Đức Phổ Hiền, để cùng với các vị Bồ Tát trong hoa tạng thế giới hải, nhất trí tiến hành cầu sanh Tây Phương, đấy mới là kế sách vẹn toàn vậy. Cư sĩ Trí Mậu Hứa Văn Thành chép kinh Lăng Nghiêm theo lối chữ Khải để tặng những liên hữu trong giác xã đọc tụng. Hai vị cư sĩ Cù Trí Hồng, Diệp Thánh Phương mua giấy, chép xong xin Quang viết lời tựa. Do Quang thấy giác xã là đạo tràng niệm Phật theo đúng lý, thì phải nêu tỏ ý nghĩa thắng diệu của pháp môn tịnh độ, ngõ hầu những kẻ ham cao trượng xa chẳng đến nỗi chuyên trọng tự lực, vứt bỏ Phật lực, rốt cuộc trở thành kết quả cầu thang hóa đoạn, biến khéo thành vụng. Vì vậy lời lẽ tựa hồ bản luận tràn lan viển vông hủ bại, dẫu có ai vì điều này mà quở trách, cũng chỉ thưa A-di-đà-phật, A-di-đà-phật mà thôi. 9. Lời tựa cho bộ tịnh độ thập yếu, năm Dân Quốc 19, 1930. Hết thảy các pháp môn do Đức Như Lai đã nói trong suốt cả một đời, tuy là đại tiểu đốn tạm bất đồng, quyền thật thiên viên sai khác, nhưng không pháp nào chẳng nhằm khiến cho hết thảy chúng sanh đều theo đường về nhà khôi phục tâm tánh mà thôi. Nhưng những pháp ấy đều cần tự lực tu trì để đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, hoàn toàn không được một sức nào khác nhiếp trì, hòng chắc chắn được siêu phàm nhập thánh, thành tựu sở nguyện ngay trong đời này. Chỉ có pháp môn tịnh độ cậy vào sức thệ nguyện, nhiếp thọ của Phật và lòng thành tín, nguyện, niệm Phật của chính mình, bất luận đã chứng ngộ hay không, thậm chí kẻ đó chưa đoạn mảy may phiền hoặc nào, vẫn đều có thể cậy vào Phật tự lực, liền được vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Đã được vãng sanh, nếu là người đã chứng ngộ, liền lên thẳng thượng phẩm, kẻ chưa đoạn hoặc vẫn dựa vào dòng thánh. Do vậy, biết pháp môn tịnh độ rộng lớn không có gì ra ngoài được, như trời che khắp, dương đất trở đều, thống nhiếp các căn cơ chọn chẳng sót vật nào, thật có thể nói là pháp môn tổng trì, thành thủy thành chung để mười phương ba đời hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, thích hợp khắp ba căn, thâu chọn lợi căn và độn căn, trên là bậc đẳng giác Bồ Tát chẳng thể vượt ra ngoài được, dưới là phàm phu nghịch ác vẫn có thể dựa vào trong đó. Thỏa thích bản hoài xuất thế của Đức Như Lai mở ra con đường chánh để chúng sinh trở về nguồn cội. Vì thế pháp này được chín giới cùng quay về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, muôn luận đều tuyên nói, huống chi đang nhằm thời mạt pháp, căn cơ con người kém hèn, bỏ pháp này tu pháp khác, thì chẳng những hàng phàm phu bộn bề phiền não chẳng có cách nào thoát ly sanh tử, mà ngay cả bậc thánh nhân thập địa cũng khó viên mãn bồ đề. Vì vậy Văn Thù Phổ Hiền, Mã Minh Long Thọ, Viễn Công Trí Giả, Thanh Lương Vĩnh Minh đều phát tâm Kim Cang Hoàng Truyền, Tán Dương Ngõ Hầu Lục Đạo Tam Thừa, đều được vượt ngang ra khỏi tam giới, khôi phục lại tâm tánh vốn có, trước thuật tại Thiên Trúc và Trấn Đán Trung Hoa để tuyên giảng pháp môn này, nhiều khó thể kể xiết. Đại sư Ngẫu Ích chọn lấy 9 tác phẩm khế hợp thời cơ nhất và bộ Di Đà yếu giải do chính mình trước tác, gộp thành một bộ sách là tên là Tịnh Độ Thập Yếu. Muốn cho người học nhờ xem những tác phẩm này sẽ hiểu trọn vẹn chỗ trọng yếu trong sự độ sanh của Đức Như Lai và nguyên do pháp này thống nhiếp khắp hết thảy các pháp. Đại sư mất rồi, môn nhân là thành thời, muốn tác phẩm này được lưu truyền trọn khắp pháp giới, nhưng sợ văn từ dài dòng, số lượng quyển quá lớn, chi phí lớn lao, khó thể lưu truyền rộng khắp được, bèn tóm lược câu chữ, đối với mỗi tác phẩm chỉ trình bày đại lược những ý chánh quan trọng, thêm vào những điều bình luận, quả thật hết sức lao tâm khổ tứ. Tiếc rằng sự ỷ mình trí có thể chiếu soi trọn vẹn, đọc đến đâu chi lược đến đấy, chẳng bỏ công tra duyệt lại,
cứ cho Khắc Yên ngay đến nỗi lời văn nhiều chỗ mù mờ, lại thêm giọng điệu sai lầm, lời lẽ chẳng đạt ý vậy. Năm Dân Quốc thứ 7, 1918, cư sĩ Từ Úy Như đến tham quan, do ông ta lo liệu việc khắc in tạ kinh, tôi bèn cậy ông ta sưu tập khắc in bản gốc của bộ Tịch Độ Thập Yếu. Sau đấy ông ta bèn khắc in hai tác phẩm là Di Đà Yếu Giải và Tây Phương Hiệp Luận, nay đã có được nguyên bản đầy đủ. Cư sĩ Lý Viên Tịnh tính tái bản theo đúng như hình thức sách Tịnh Độ Thập Yếu đã được in trước kia, và mỗi một lời bình luận cho sư Thành Thời đã viết đều chiếu theo đó sao lục, chỉ bổ sung những chỗ sư Thành Thời khiếm khuyết, hòng chẳng dẹp mất sự cực trí của sư Thành Thời, soạn thành bốn quyển. Do những chỗ trích lược khác nhau bao nhiêu đó chỗ, cho nên phải sắp xếp lại thứ tự từng quyển. Trước đây Tây Trai Thi, Niệm Phật Trực Chỉ, thứ tự trước sau bị đảo lộn. Này sắp xếp lại cho thích đáng, cuối mỗi quyển đều kèm theo những bài văn quan trọng và những đoạn trích từ Triệt Ngộ Ngữ Lục, lại còn đem Vãng Sanh Luận Chú và Liên Hoa Thế Giới thi gộp thành một quyển để làm phụ bản, tổng cộng là 5 quyển, thảy đều phù hợp với lời văn, ý nghĩa và tông chỉ của sách Thập Yếu, hoàn toàn chẳng khác biệt. Giống như những hạt châu, nơi cái lưới của thiên đế xoay bóng lẫn nhau, khiến cho những người đọc biết sâu xa pháp môn tịnh độ, chính là chỗ quy túc của hết thảy các pháp. Hết thảy các pháp, không pháp nào chẳng lưu lộ từ pháp giới này, chẳng trở về pháp giới này. 10. Lời tựa sách Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Sớ, Năm Dân Quốc 19, 1930. Triệu Pháp Sư nói, trong trời đất giữa vũ trụ có một vật báu giấu kín trong núi hình. Lời này nói về kẻ chưa ngộ chưa chứng, chứ thật ra vật báu ấy bao quát thái hư, cùng tột theo chiều dọc, trọn khắp theo chiều ngang, hàng cổ hàng kim luôn luôn hiển lộ. Đấy chính là như câu nói, thời thời thị thời nhân tự bất thức, luôn luôn chỉ dạy cho người mà người vẫn cứ chẳng hề biết cho, chẳng đáng buồn sao. Chỉ có mình Đức Thích Ca Thế Tôn ta đích thân thụ dụng được, những chúng sinh khác trải kiếp này sang kiếp khác dựa vào sức oai thần của vật báu ấy để khởi hoặc tạo nghiệp luân hồi sáu nẻo, chọn chẳng có thuở ra. Ví như kẻ mù đích thân lên núi báu, chẳng những không thụ dụng được, trái lại còn bị thương. Do vậy Đức Thế Tôn tùy thuận cơ nghi mà khai thị, khiến cho bọn họ ai nấy đều theo đường trở về nhà, nơi sáu căn sáu trần sáu thức bảy đại tùy theo từng hoàn cảnh mà quán sát kỹ càng, mong họ đích thân thấy được vật báu ấy. Nhưng bậc có đủ trí chiếu bát nhã, liền lập tức rỗng không các uẩn, hết sạch mọi khổ ách. Tuy có nhiều vị làm được như vậy, nhưng đấy chẳng phải là điều bọn chúng sanh độn căn đời mạt mà hồng mong mỏi được. Bởi vậy Đức Phật mở ra một pháp môn đặc biệt, ngõ hầu thượng trung hạ căn đều đạt được lợi ích thật sự ngay trong đời này, dạy họ dùng lòng tin sâu đậm, nguyện thiết tha chuyên niệm thánh hiệu A Di Đà Phật, nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối lâu ngày trải tháng. Chính cái tâm nghiệp thức chúng sanh này sẽ trở thành Như Lai Bí Mật Tạng, tức là do báu tam muội chứng được báu thật tướng, mới biết vật báu này chọn khắp pháp giới, lại đem vật báu này thí khắp hết thảy. Do vậy từ khi Đức Phật mở ra pháp môn này, hết thảy Bồ Tát Tổ Sư thiện trí thức thảy đều tuân hành pháp này. Do pháp này chọn đủ tự lực và tha lực, so với những pháp truyền cậy và tự lực thì khó dễ khác nào một trời một vực. Pháp sư Phi Tích Đời Đường trụ tích tại chùa Thảo Đường, núi Tử Cát, trong giọng Trung Nam, Hoằng Dương giáo hóa rộng lớn pháp môn tịnh độ, đặc biệt soạn ra bộ Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận để hết thảy tứ chúng niệm trọn vẹn tam thế Phật, nhưng chuyên chú nơi Tây Phương A Di Đà Phật.